Hi, xin chào tất cả các bạn, những người hoa sen đã quay trở lại đây. Và hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục học một phép quen là bố. Và trước khi vào phép mới, chúng ta cùng nhau xem một bộ ảnh hay của nội mà chị đã sai. Thôi, các bạn nhìn thấy các bạn nữ này đang nhìn thấy một cái người nào đó mà bạn đó đang gì? Đang tưởng là hình như là gì? Hình như đây là gì? Bạn gái của một người bạn của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ học một cái mẫu câu là gì? Hình như, dường như gì đó ha, suy đoán khi nhìn thấy một cái gì đó, suy đoán về một cái điều gì đó các bạn. Thì cái mẫu câu này là như thế nào ta? Đúng rồi, chúng ta sẽ có một câu là あの人は田中さんの彼女みたいだね. Thì các bạn nữ này đang nghĩ là gì? Cái người đó giống như là gì? Hình như là bạn gái của Tanaka-san ですね. Rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ học mẫu cấu trúc là みたい. Và để mở một cấu trúc みたい này, chúng ta cùng nhau đi qua phần cấu trúc. Hey. Rồi, cái mẫu cấu trúc mi tay thì chúng ta sẽ có cộng với là gì? Futsuke như các bạn. Và các bạn hãy lưu ý là nếu mà tính từ nguyên nam thì chúng ta bỏ nam và cộng cho mi tay, ví dụ như là Shizuka mi tay thì các bạn như Niyaka mi tay. Rồi, và nếu là danh từ thì chúng ta không thêm da, chúng ta vẫn là gì? Bỏ nam. Và ví dụ như Ame mi tay là gì? Hình như mưa vì gì đó. Thì hai các bạn ha, các bạn hãy chú ý hai cái tính từ nguyên nam và danh từ chúng ta đều bỏ nam và bỏ ra. Thôi, ý nghĩa của cổ, ý nghĩa của mẫu cấu trúc mi tai là gì? Hình như, dường như các bạn. Ví dụ như này mình có câu ví dụ là あの人は田中さんの彼女みたいだね. Là gì? Hình như cái người đó là bạn gái của Tanaka-san. Vì chứ các bạn. Thôi, cái cách dùng của mẫu cấu trúc mi tai này là gì? Diễn đạt sự suy đoán đánh giá của người nói từ những điều nhìn thấy hay từ những thông tin có được. Ví dụ như nãy câu ví dụ là cái bạn nữ đó nhìn thấy một cái bạn nữ khác và suy đoán là gì? Là cái người đó là gì? Bạn gái của Tanaka-san. Đúng không các bạn? Thôi, để hiểu rõ một cái chút này thì chúng ta cùng nhau đi qua một cái ví dụ. Hey, con nồi em thật là sao? Thôi, các bạn nhìn vào cái một cái ví dụ này thì cái bạn nam này đang làm việc cho máy tính của mình. Nhưng mà sao? Nó rất là chậm và nó gì? Không có thể load được thông tin. Thì mình sẽ có mẫu câu là gì ta? Đúng rồi, mình sẽ có mẫu câu là このパソコン変です壊れてるみたいです. Là gì? Cái máy tính này nó hình như nó bị cái gì rồi nên sao ta? Hình như là dường như là nó đã bị hỏng rồi, đúng không các bạn? Nó đã đang bị hỏng rồi. Thì mình sẽ có mẫu câu là このパソコン変です壊れてるみたいです. Hay, いいですか? いいですね. Rồi, để hiểu mẫu chút này nhau đi qua phần luyện tập. Hey, sasuke den shu shimashou. Hey, con nồi thì là sai. Rồi, cái bạn nam này đang như thế nào ta? Đúng rồi, bạn nam này đang đợi bạn Yamada-san tới. Nhưng mà sao? Quá giờ hẹn rồi mà bạn gì? Yamada-san vẫn chưa tới. Nên là bạn nam này nghĩ là gì ta? Đúng rồi, bạn nam này nghĩ là Yamada-san wa konai mitai desu ne. Đúng không các bạn? Là gì? Hình như là Yamada-san không tới rồi. Đúng không các bạn? Rồi, một chữ đầu tiên là sai. Yamada-san wa konai mitai desu ne. Ai, ii desu ka? Ai, ii desu ne. Tsuki no den shu shimashou. Rồi, các bạn nam này như thế nào ta? Đúng rồi, bạn nam này đi ra đường và thấy đường ngốc. Như thế nào? Đúng rồi, bạn nam thấy đường ngốc và nghĩ là gì? Đúng rồi, nghĩ là trời đã mưa rồi, đúng không các bạn? Thì chúng ta sẽ có một câu gì nào? Free master. Thì chúng ta chuyển sang thành gì? Đúng rồi, thì chúng ta sẽ có mẫu câu là Michi ga nugete ru shi ame ga futta mitai desu ne. Đường ướt nên là sao? Nên là hình như là gì? Đã trời đã mưa, đúng không các bạn? Rồi, hay câu chuyện đầu tiên là sai. Michi ga nugete ru shi ame ga futta mitai desu ne. Hay, ii desu ka? Hay, ii desu ne. Hay, 次の練習しましょう. Hay, この絵を見てください. Rồi, các bạn, các bạn nam này như là ta? Đúng rồi, bạn nam này nhìn vào gì? Nhìn vào hai cái bạn này à, hai bạn này rất là gì? Tình cảm với nhau. Nhưng mà sao? Bạn nó đâu có quen biết hai bạn này nên là bạn nó chỉ suy đoán khi nhìn thấy hai bạn này là gì? Rất là tình cảm ôm ấp nhau. Nhưng mà bạn đó có biết là hai người này đã kết hôn hay chưa? Hay là vẫn là gì? Bạn gái với bạn trai với nhau, đúng không các bạn? Thì bạn này sẽ suy đoán và diễn đạt cái cách nghĩ của mình. Thì chúng ta sẽ có mẫu câu miêu tả. Thì sẽ câu này sẽ như thế nào ta? Đúng rồi, ano hito wa kekkon shimashita. Đúng không? Thì hình như là gì? Hình như hai người này là gì? Đã kết hôn rồi. Thì kekkon shimashita chúng ta chuyển sang futsuke là kekkon shita cộng cho
みたいです。いいですか？もう人たちの方がいいな。そうですね。人たちの方が、あの二人は結婚したみたいです。はい、もう一度やってください。あの二人は結婚したみたいです。はい、いいですか？はい、很有意。Hình như hai người đó là gì? Đã kết hôn rồi. Vì sao? Vì các bạn này suy đoán là hai người đó là tình cảm nên là nghĩ là hai người này đã kết hôn rồi hả các bạn ha? Hay đi discuss. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Và để củng cố bỏ có chút mi tay này thì mình có để cái link bài tập ở phía dưới. Và các bạn hãy nhớ là bài tập. Và nếu bạn nào đạt được 100 điểm thì bạn đó sẽ được 1 điểm tích lũy. Và nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì, các bạn hãy nhắn tin cho đội ngũ giáo viên của Nhật ngữ Hoa Sen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Mata konnichiwa.